Hóa thân thành Neri, cô nàng xinh đẹp sống một mình trên đảo hoang trong phim Cô gái đại dương, diễn viên Marzena Gorecki đã thành công hớp hồn khán giả bởi sự hoang dã, bí ẩn cùng đôi mắt long lanh như ẩn chứa điều bí mật xa xăm. Để có được vai diễn này, cô gái 16 tuổi người Ba Lan đã phải vượt qua 500 ứng viên tiềm năng, trải qua nhiều bài kiểm tra thể chất gắt gao, đặc biệt là khả năng bơi lội, lặn sâu dưới nước. Sau cùng, khán giả đã có một chân dung hoàn hảo của nàng Neri can đảm, năng động và xinh đẹp động lòng người. Tuy nhiên, sau khi bộ phim kết thúc năm 97, cũng là lúc Marzena dần từ bỏ diễn xuất để theo đuổi việc học. Cô nuôi ý định trở thành một bác sĩ thú y nhưng không thành nên đổi sang thiết kế đồ họa. Năm 2008, cô lập gia đình và tập trung chăm sóc tổ ấm cùng công việc kinh doanh. Marzena hiện là một phụ nữ của gia đình đúng nghĩa và rất hạnh phúc bên chồng con. Cô thậm chí còn nói không với mạng xã hội. Mọi thông tin về tài khoản Facebook, Twitter hay Instagram của cô đều không thể tìm thấy hoặc được set ở chế độ riêng tư.